chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Johnny and Supercar Vlog. Và trên tay mình hiện tại là chìa khóa của chiếc Ford Mustang 2.3 lít đời 2018, sản xuất 2019, đang được Auto 568 vừa mới nhập về, vừa được khui công xong. Đây chính là chùm chìa khóa. Chìa khóa ở trên này có nút đóng mở hệ thống cửa này, ấn 2 lần để khởi động động cơ này, ấn 2 lần để mở cái cốp sau này, và cái nút tìm chìa khóa, tìm xe, đây là cái ấn vào cái này thì nó sẽ kêu. Đó các bạn, có 2 chìa khóa luôn. Còn sau đây chúng ta sẽ cùng đi khám phá nhanh những chi tiết trên chiếc Ford Mustang này nhá. Ngựa hoang nước Mỹ, mẫu xe coupe thể thao bán chạy nhất trên toàn thế giới năm 2018. Đèn pha với bóng bi LED là ba cái giải đèn định vị ngày. Phía dưới là cái đèn xin nhan cũng là dạng LED. Phía dưới nắp capo là khối động cơ 2.3 lít EcoBoost, công suất là 310 mã, mô men xoắn là 475 Nm, động cơ 2.3 lít tăng áp của Ford. Chiếc này sở hữu màu sơn màu cam rất là nổi bật luôn các bạn, nhìn cực kỳ nổi bật, nhất là dưới cái thời tiết nắng nóng như thế này, xe càng trở nên nổi bật hơn rất là nhiều. Đó các bạn có thấy ấn 2 lần là nó mở cái cốp luôn. Đó, rồi mình sẽ đóng lại, mở lại cho anh em xem nhé. Ấn 2 lần vào cái nút này. Đó, rất là hay luôn. Cụm đèn hậu này, ba cái giải đèn LED hình chữ C quay vào nhau. Chiếc này còn được đặt logo Ford Mustang màu đen luôn, sơn đen luôn, phía trước phía sau đều sơn đen, camera lùi. Chiếc này cũng được trang bị hệ thống ống xả thể thao. Thế nhờ bạn ở trong xe đạp nổ một chút cho anh em nghe nhé. Đạp một mình ít môi nhé. Sau là những cái cánh chia gió này, thể thao, hệ thống cũng xả kép đối xứng hai bên luôn. Okay. Mâm 7 chấu sơn đen, kích thước 19 inch. Cam rất là nổi bật luôn. Ford Mustang, cơ bắp huyền thoại của Mỹ, năm nay kỷ niệm 55 năm chiếc Mustang đầu tiên ra đời.
Tổng xe thể thao coupe huyền thoại của hãng xe Mỹ, là một niềm tự hào của nước Mỹ. Cực kỳ gấu luôn. Wow. Vâng, mình đã bên trong nội thất của chiếc Ford Mustang 2018, màu cam rất là đẹp luôn. Chất liệu ghế ngồi là chất liệu bọc da, bọc nỉ. Phiên bản là 2.3 EcoBoost thì tiêu chuẩn được trang bị ghế nỉ thôi. Chất liệu trang trí này thì đang kết nối một chiếc điện thoại, sẽ rút cái điện thoại ra để nó về với màn hình tiêu chuẩn của, có rất nhiều tính năng hay luôn. Connect với Bluetooth, đây là audio này. Có FM, về home, cảm ứng mình thấy nó không phải là nhạy lắm. Search for your vehicle on your device and select it once it is found. Khá là khó hiểu tại mình chưa bao giờ sử dụng cái màn hình trên chiếc Ford Mustang nên mình cũng hơi là khó hiểu. Đây có cái nút khởi động này. Mình sẽ tắt đi. Khởi động lại cho anh em. Đó, âm thanh động cơ 2.3 lít EcoBoost. Rồi, điện thoại. Ồ, anh em nghe thấy không? Khá là phê luôn. Logo Ford Mustang tại vô lăng. Những cái phím bấm này. Đây, mình sẽ tắt cái động cơ đi. Bật nó lên cho anh em xem. Ở máy này. Uầy. Nhìn cái công tơ mét cái vòng tua nhá. Phía sau cái lấy chuyển số phía sau vô lăng này. Đó, cộng bên này trừ bên này. Chất liệu nhựa khô. Please say a command. Bên này có set cruise control. Vô lăng bọc da. Hơi khô một chút, không mềm, tuy nhiên thể thao nên phải khô. Khô nó mới thích. Wow. Đánh lái khá là nhẹ nhàng luôn. Góc quay của điện thoại thì nó hơi chật, nó không nhìn được rõ. Tại đây có cái cần số này. Chiếc này bản tiêu chuẩn trang bị cửa ghế ngồi chỉnh cơ, tuy nhiên chiếc này chỉnh điện các bạn nhá. Đó, mình đang chỉnh điện. Trên cái núm này nó có những cái PRND này, trong khi ở dưới nó cũng có này. Khi mình đạp phanh thì đây là R này, thì nó hiển thị camera lùi này. Về N
DS Sport. Hơi cứng một chút, hơi nặng. Phanh tay đi, phanh tay cơ. Wow, khá là nặng các bạn. Wow. Như tập thể dục luôn các bạn. Wow. Đây có những cái nút bấm này khá là hay này các bạn này. Mode điều chỉnh. Làm cái kim loại gạt gạt xuống này. Chính giữa là có ba cái cửa gió điều hòa. Chất liệu nhựa trang trí. À, chiếc này ở đây có một cái logo Ford Mustang nữa, như bản kỷ niệm 50 năm, tuy nhiên năm nay là 55 năm rồi. Đó, các bạn thấy phía xa xa có một anh đổ xăng cũng đang chụp ảnh chiếc Ford Mustang. Đó. Anh ấy đi chiếc CRV. Đây có hệ thống âm thanh, không biết là của thương hiệu gì, không có tên đây. Logo Ford Mustang cũng được gắn ở tựa lưng. Hai cái ngồi phía sau dành cho trẻ em. Chiếc này thuộc phiên bản 2+2 thôi, tuy nhiên ghế sau các bạn thấy nó có hai cái thành ghế nhô cao lên ôm trông cực là thể thao luôn, nhưng mà rất tiếc là chiếc này mà hai người lớn ngồi thì phải khoanh chân ở trên, chứ nếu mà để chân thì nó sẽ sát xít vào cái hàng ghế trước, tại vì không gian giữ chân nó rất là nhỏ. Chiếc này không có cửa sổ trời. Đang được Auto 568 bán với giá đâu đó khoảng 2,5 đến 2,7 tỷ đồng. Vừa mới về hôm qua, chiếc này vừa mới về hôm qua xong. Mà công hôm kia về hôm qua. Rất là hot, rất là mới luôn anh em ạ. Màu cam, các bạn, màu cam này. Đây là góc quan sát từ ghế lái. Wow, chiếc này mà mang đi tán gái thì thôi rồi luôn anh em ạ. Em mình sẽ đi ra ngoài và làm một vòng quanh xe. Chúc các bạn. Nhắm. Wow, bước xuống cũng đó, ghế chỉnh điện option. À, bên ngoài, một vòng bên ngoài. Rồi, có lẽ mình sẽ kết thúc video từ đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.